Hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với channel anh người phụ của mình nha. Và hôm nay game mình vào Phú Quốc gửi cá về về bờ bán nha cả nhà. Giờ mình bán mực lá câu của mình luôn. Này mình mới bán mấy hôm trước nên bữa nay còn hơi ít nha cả nhà. Mới còn 4-5 bữa cũng được 3-4 ký. Có cái máy xay cá nên hơi ồn nên cả nhà thông cảm giúp mình nha. Đi lấy cái bọc để mình đựng mực lá câu của mình vô bán riêng cả nhà. Ghe mình thì có 40 con mực cả nhà. Có anh kia đó, anh đang vô mực cả. Đó là anh câu được 7 ký đi, câu gì không mình nè. Đây con gỗ này là của mình nha, chú đang vô bọc cho mình. Mình chắc khoảng 4 ký thôi cả nhà. Mình sẽ bán và nhận được bao nhiêu tiền cho cả nhà xem. Đi biển thì dễ kiếm tiền của cả nhà. Nè câu lại, một câu nè. Lúc đánh rỗi chạy lái mình vào mình kiếm tiền. Cái gì vậy?
vô này đưa tính từ từ đi, ghi cho ta đi. Tôi 4 ký 2 là 804. Ừ, 3 ký 6 nè, nó mồm mồm chưa đứng hả? Nó già 4 ký mấy luôn. Như thế, như thế. 6 nè, con già. Có cảnh là nãy 2 ký 4. 3 ký 4. Ủa? Đây, nó chịu 2 đâu đây? Đồ 4 ký 2 chứ đây. Có đủ tiền đâu. Đủ rồi. 8. Ừ. Còn mấy cảnh nè. Chiều 2 đưa đóng. Đưa đóng 500 ngàn nữa mới đủ không có đợi. Mẹ mới có 10 cái ngắt ngang rồi sao chợ nè mày á. Cảnh nữa. Tôi 804. 804 còn cảnh 7. Ừ. 7 cảnh cho mình đánh 306 nè. 306. Điện thoại đây cảnh ơi, cho tiền không? À tao trả nè, 3 307 luôn nè. Tiền rồi thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.